tên là Nguyễn Khiêm, hiện đang giảng dạy tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thì và có tham gia cái nghiên cứu để làm sao bảo tồn các công trình lịch sử ở thành phố mình. Tiêu biểu đó là công trình Dinh Thượng Thơ. Thì con đường mình đến về công tác bảo tồn di sản á, thì rất tình cờ, thì lúc có thời gian dài làm việc ở bên Anh, là tham dự một cái dự án bảo tồn một ngôi khách sạn cổ ở vùng Chettenham. Thì khi mình đi khảo sát, nghiên cứu cái công trình đó giống như một cái nhà khảo cổ học, thì mình nhận thấy là những thế hệ trước họ làm công việc thiết kế xây dựng những công trình đó, mục đích đó là lưu giữ những cái giá trị mà sau này cho thế hệ sau, và nó chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ở bên Anh. Và chính điều đó nó thôi thúc mình tiếp tục đi cái con đường về công tác bảo tồn. Nhiều người bạn thì thường nói với mình là mình rất là cổ lỗ sĩ, nhưng mà mình hài lòng với cái con đường và hạnh phúc cái lựa chọn đó. Thì ai trong chúng ta có từng nghe hai từ genius loci này bao giờ chưa? Các bạn có thể giơ tay. Mình thấy rất là nhiều cánh tay giơ trong khán phòng này. Thì để mình kể câu chuyện, mình tìm hiểu về cái từ này, thì các bạn sẽ có một cái câu trả lời cho riêng của mỗi người. Khi mình học và làm việc ở bên Anh á, thì mình có đi du lịch bụi qua rất nhiều thành phố ở bên Anh. Mỗi thành phố nó có một cái genius loci riêng của nó, và chính điều đó nó mới thu hút du khách đến tham quan, và mình gọi nó là một cái hồn của nơi chốn. Thì hôm nay trong buổi TEDxDaKao này, thì mình muốn đưa các bạn quay về lịch sử thành phố mình, nơi các bạn đang sinh sống, để hiểu về cái hồn của đô thị nơi này và thấy được cái sức quyến rũ trong cái sự hòa quyện giữa cũ và mới. Và đôi khi chúng ta nhìn những công trình xung quanh chúng ta quá quen thuộc và chúng ta không thấy được cái sức hấp dẫn của nó. Như chúng ta biết, lịch sử hình thành và phát triển của các nền văn minh đô thị của nhân loại thì thường bắt nguồn từ những dòng sông lớn, ví dụ như sông Nin ở bên Ai Cập, sông Hằng ở bên Ấn Độ, sông Amazon ở bên Nam Mỹ. Thì vì những cái vị trí vùng đất đó nó có đất đai phì nhiêu, màu mỡ, cây cối phát triển xinh tươi tốt, và con người muốn đến đó sinh sống và định cư lâu dài. Thì thành phố chúng ta cũng vậy, hình thành bắt nguồn từ một đô thị sông nước thời nhà Nguyễn, thì được gọi là thành Gia Định. Thì nơi đây đất đai trù phú, yên bình, và mọi người tất cả vùng miền về đây tụ họp, giao thương, buôn bán, làm ăn. Và chính điều đó nó tạo nên một cái tính cách của người Nam Bộ là rất cởi mở, hào sảng và phóng khoáng. Thì khi người Pháp họ đến đây, họ nhận ra cái vị trí chiến lược của Sài Gòn, thì lúc đó họ muốn biến một cái vùng đất từ xình lầy thành một đô thị kiểu mẫu của châu Âu đầu tiên ở Đông Dương, và họ quy hoạch Sài Gòn thành một đô thị như vậy, với trọng tâm là biến nơi này từ một nền kinh tế nông nghiệp thành nơi là công nghiệp, thương mại và giao thương buôn bán. Thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái quy hoạch của Sài Gòn vào những 1900. Lúc ấy là người Pháp dựa trên kinh nghiệm về đô thị của châu Âu ở quy hoạch ở Paris chúng ta có thể thấy đại lộ Saint-Élégier có tòa thị chính. Thì Sài Gòn chúng ta cũng có, ngày nay là có đại lộ Nguyễn Huệ và tòa Ủy ban Nhân dân thành phố. Và phía sau cái tòa Ủy ban Nhân dân thành phố này thì chúng ta có thể thấy một tòa nhà có tuổi đời là thứ hai ở Sài Gòn. Và khi người Pháp họ đến đây, họ muốn đem một cái kiến trúc kiểu Pháp đến Đông Dương, nhưng mà không phải là copy nguyên bản, mà họ nhận ra cái khí hậu của nơi này rất đặc biệt về khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, nên họ thiết kế những cái hàng hiên phía trước, và họ cũng nghiên cứu những cái chi tiết hoa văn của kiến trúc mang bản sắc phương Đông. Chính điều đó họ mới tạo nên một cái kiến trúc gọi là phong cách Đông Dương. Thì tòa nhà này có tên gọi là Dinh Thượng Thơ, là nơi ở của thống đốc Nam Kỳ chuyên coi cái vùng lục tỉnh thời điểm bấy giờ, và tương đương với một chức bộ trưởng ngày nay. Thì nếu chúng ta lấy cái trung tâm là Dinh Thượng Thơ và trong vòng bán kính 500 m thì chúng ta sẽ thấy những cái hình màu vàng đậm là hình những công trình có từ thời Pháp, những hình màu vàng nhạt thì có từ Mỹ, và những cái màu lạc hơn thì nó có hiện tại bây giờ. Thì chúng ta sẽ thấy một sự đan xen kẽ lẫn nhau giữa những công trình cũ và mới trong một không gian rất là gần. Và chính cái điều này là một cái sự sắp đặt trong đô thị, và nó là một cái nghệ thuật, và nó tạo nên một cái bản sắc cá tính riêng của đô thị Sài Gòn so với những đô thị khác trên thế giới mà bây giờ chúng ta ít thấy. Thì nếu chúng ta tiếp cận cái lõi di sản của khu trung tâm này với vị trí là nhà thờ Đức Bà là trái tim của đô thị, thì chúng ta sẽ nhận thấy lịch sử hình thành của Sài Gòn từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, và trải qua bao thăng trầm của lịch sử, và Sài Gòn vẫn tiếp tục phát triển. Chính điều đó nó tạo nên một sức thu hút, quyến rũ và cá tính rất là riêng của Sài Gòn. Và chính điều đó tạo nên một hồn đô thị Sài Gòn mà chúng ta cũng hay gọi Sài Gòn là hòn ngọc của Biển Đông. Và chính cái câu nói này nó gợi cho ký ức bao thế hệ người Sài Gòn rất là bồi hồi mỗi khi chúng ta nhắc lại Sài Gòn là hòn ngọc Biển Đông. Tôi muốn chia sẻ thêm cho hai câu chuyện mà tôi cảm nhận được khi tìm hiểu về lịch sử của các thành phố trên thế giới. Câu chuyện đầu tiên là về Singapore, quốc gia sư tử biển. Vào thập niên 1960, khi ấy Sài Gòn là một đô thị tao nhã, sôi động, và Singapore giành độc lập. Thì Lý Quang Diệu muốn phát triển, mong muốn tạo Singapore như là một Sài Gòn thứ hai trong khu vực. Thì ông mới có đề ra những chính sách để đáp ứng nhu cầu nhà ở là phát triển đô thị hóa nhanh chóng và xóa bỏ những công trình thuộc địa của Anh và những dãy phố người Hoa, người Ấn là bị mất đi. Và trong suốt những năm 60-70, Singapore phát triển rất là nhanh chóng với hàng loạt cái dự án cao tầng. Nhưng sang tới thập niên 80 thì họ nhận ra một điều là lượng du khách đến Singapore ngày càng giảm. Và họ với một nền kinh tế phụ thuộc vào cảng biển, du lịch và thương mại, thì cái việc du khách giảm sút đó là một cái báo động đối với nền kinh tế của Singapore. Họ mới lập ra một ban đặc trách về du lịch và họ tìm hiểu lý do tại sao có vấn đề như vậy. Và cuối cùng họ phát hiện là do chính sách đập cũ xây mới. Rất may họ kịp sửa sai và họ đầu tư vào những dự án bảo tồn di sản và những kinh phí, những luật lệ được ban hành, và nhờ đó họ cứu được những di sản. Và Singapore, lượng du khách hàng năm phục hồi. Và câu chuyện thứ hai, các bạn có thể đoán đây là thành phố nào không? Tôi có nghe ở đâu đó ai nghe nói từ Liverpool. Đúng vậy, đây là thành phố Liverpool. Đây là cái nơi tôi có may mắn được đến học. Và mọi người thì biết đến Liverpool bởi ban nhạc The Beatles. Nhưng khi tôi đến đó học thì nơi đó không chỉ nổi tiếng về âm nhạc mà còn là nổi tiếng chỉ sau London là về những công trình bảo tồn về di sản còn giữ lại. Thì năm đó mùa thu thì Liverpool rất là đẹp, và tất cả các ban nhạc trên thế giới họ đến, họ chơi những bản nhạc của The Beatles trong những con hẻm, trên những khu phố, quảng trường, trong những quán bar, tạo nên một cái sức thu hút quyến rũ rất là kỳ lạ cho thành phố này. Và chính điều đó nó tạo nên một cái sức sống và nó lôi cuốn du khách đến đây. Thì để ghi nhận những cái đóng góp của Liverpool thì họ đạt một cái danh hiệu thành phố thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2008. Chính điều đó nó thúc đẩy nền kinh tế của thành phố này với 1,7 triệu người đến du lịch hàng năm và đóng góp cho những công trình di sản của Liverpool cũng như là tạo ra những công trình mới. Qua hai câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn thì công tác mà liên quan tới bảo tồn những công trình di sản nó không chỉ giữ lại cái bản sắc cho cái thành phố mà chúng ta đang sống, mà chính điều đó nó còn giúp phần cho cá tính riêng của mỗi thành phố, nó thu hút những du khách khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta có thể thấy Sài Gòn có rất nhiều người hiện đang đến sinh sống và làm việc, và chính điều đó nó tạo lên một cái hồn của đô thị nơi đây và nó giúp cho nền kinh tế của thành phố này có nguồn thu từ du lịch, từ những công việc, và nó đầu tư vào những dự án bảo tồn di sản. Ngoài ra nó sẽ đầu tư những cái dự án phát triển mới trong tương lai. Thì để kết thúc buổi nói chuyện của tôi hôm nay thì tôi muốn gửi tới các bạn một câu hỏi. Cái câu hỏi này thì không nhất thiết các bạn phải trả lời bây giờ. Thì trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những việc không thể làm hôm nay thì cứ để ngày mai, có thể là để ngày 10 năm nữa, 20 năm nữa và 50 năm nữa. Thì thành phố chúng ta đang tiến đến một tương lai như thế nào? Và chúng ta đang để lại gì cho thế hệ mai sau? Xin chân thành cảm ơn các bạn.